anh có định suy nghĩ gia nhập quỹ ban cải cách không? Giờ phút này anh muốn tham gia bên phản đối, tức là chơi gặm tôi. Thật ra người muốn anh gia nhập là trưởng đặc khu. Để thông qua cải cách thì cục y pháp sẽ lập tức không còn công dụng. Làm vậy có khác gì là qua cầu rút ván chứ? Cục trưởng Du và Mặt Tiên cùng đại diện của giới thương gia đã họp mấy lần rồi. Tôi cảm thấy hai người này có chuyện muốn giấu tôi. Muốn chúng tôi đầu tư vào hạng mục Minh Thành Bắc này, trước tiên phải bỏ gánh nặng này trước đã. Quỷ bỏ dịch vụ khoa cấp cứu. Anh nói là có ba bệnh nhân đang đợi cái ghép nội tạng có phải không? Rút ống cho cổ. Dùng nội tạng của mình để duy trì sinh mạng của người khác, đó mới chính là ý nghĩa của cuộc sống.